không? Thấy cái bà kia nó có 9 ngày thôi đó, bà Nguyên Thiện có 9 ngày thôi chứ đâu có được như bao nhiêu, được chưa được 10 ngày nữa. Rồi nói chút nữa là thầy chuyển giới luôn. Bây giờ ổng đã tu luôn, lần ổng tu luôn đi mấy năm rồi, tu giao duyên, bây giờ thì cũng còn chờ chờ ai nữa mà chờ đến bao giờ. Thầy đó, ổng tu bao nhiêu năm rồi mà cô bây giờ là cô tu giao duyên thì bây giờ cô tu luôn đi nha, để hồi hướng cho ổng. Cái vấn đề này đó, bữa nay đó là cái lễ quan đảnh đó là nó rất đặc biệt, là như hàng thường khi đó nếu mà không có lễ Phật đản đó thì sư phụ chỉ là lấy cái dấu chú Phật đản tu tháng đóng lên người thôi, nhưng mà này không có đóng. Bữa nay sau cái lễ tấm Phật rồi đó thì sư phụ mới lấy cái nước tấm Phật bỏ vô cái ly của Phật đản tu tháng, rồi khi đó tụi con lại đó đi tuần tự lên trên đó đó, thì khi mà tụi con quỳ lại và tụi con nhớ hai cái bàn tay của ngài Phật đản tu tháng đó, những người mà bị bệnh á nãy mà lên cầu với thầy đó, thì khi lại đó đó con bệnh vì cái nghiệp chướng con xin sám hối và con xin ngài giúp cho con thân không bệnh tật, tâm không có bị phiền não, để con tu hành để con được giảng sanh, để rồi con về cực lạc, rồi sau này con còn trở lại để cứu. Thành ra kỳ này là thầy đẩy nước, và những cái sâu chuỗi đó thì mỗi người lấy một sâu. À, bao nhiêu sâu vậy Thi? Đó là bao nhiêu sâu vậy? Trăm mấy đủ không? Đủ người đây không? Thế thiếu một cái đó kỳ lắm á. Ở đây là bao nhiêu người? Tại con được ưa phe, con phe ta đây, được phe ta là con giữ riêng rồi. Hả? Cái gì? Không, mày hai chuỗi là chuỗi à. Khổ lắm chúng sanh á. Không có được. Cái nào phải đúng rồi, cái tâm chúng sanh là nó chưa có buông đâu. Tâm chúng sanh á. Con nghĩ sao, thằng người này chuỗi mà người kia nói cái kia là sao cũng muốn nữa. Hỏi tôi dự hướng là biết, nó cổ là buông bỏ hết rồi đó. Dạ, buông chỗ này bỏ vô kho. Mà bỏ sau cái tay trống là bóc tiếp. Điếm lại đàng hoàng. Quý vị á, đây là cái dịp mà quán đảnh rất là tốt. Phật đản là ngày hôm nay đó, là tụi con làm lễ Phật đản xong rồi đó, là thầy bỏ vô nước này, thầy đãi lên đầu tụi con, khi đó là tiếp tục trì chú Phật đản tu tháng. Là bữa nay là cái ông Phật của tụi con đó, ông Phật tánh là ông ngủ từ vô lượng kiếp tới giờ ông sống lại đó, thấy chưa. Bữa nay là mình, ông Phật Thích Ca là ông Phật ở ngoài thân, mà ông Phật trong tâm mình mới là quan trọng. Bữa ngày nay ông Phật ông sống lại rồi, cho nên ông Phật này ông sống lại, mình có ông Phật trong người mình rồi, mà tất cả mọi người đều có ông Phật hết, cho nên chúng ta không được khinh ông Phật của người khác, mà chúng ta phải quý trọng mỗi người có ông Phật hết đó. Đó. Cho nên đó, cái lễ này là cái lễ rất là quan trọng, là khi cái tượng này đã đưa lên trên tháp rồi là tụi con thấy đó, nó khác hoàn toàn. Tụi con được đảnh lễ, tụi con rờ hai cái tay của ngài rồi, bây giờ đó cộng thêm cái lễ Phật đản, lấy cái nước này bỏ đâu cái ly của tỉnh con thánh, thì đại nước trên đầu tụi con với cái chú nguyện, với cái chú nguyện của thầy đó, là tụi con cái chú nào mà có chữ Phật đản là nói về Phật tánh đó. Nam mô Phật đản thủ lăng nghiêm, phải không? Dược sư quán đản, tỳ lư quán đản, phải không? Phật đản tôn thánh là nói về cái Phật tánh đó, rất là cao. Cho nên tụi con có cái tài sản lớn nhất là cái Phật tánh mà tụi con không có biết. Mà tụi con cứ đi lộn những cái gì đó trong kinh Pháp Hoa gọi là đi hút phân, lộn những cái tầm bậy tầm bạ không, mà cái quý nhất mình không biết đó. Cho nên đối sư phụ bữa nay là cái lễ quán đảnh hoàn toàn khác, mà hiếm lắm, tại nó trùng với cái lễ giảng sanh.
và cái chiều nay đó là lời sau được, ngày mai thầy còn dớt một chiếc đoạn cuối nữa, nó có nhiều người đó họ sẽ lên kể, cho nên là khi chiều mai rồi sau khi xong rồi là thầy đưa cái tượng đi lên phần đánh tôn thắng là xong, đưa lên tượng, đưa lên đó rồi là không có thích được nữa. Tụi con cũng có làm lễ và không thích. Có nhiều người lại đang nghĩ thầy cho con giữ cái pháp tu Phật đảnh tôn thắng mà không cậu đầu tôi, nó không được, không được. Ở đây tôi có nhận một hai người, lý do là người công giáo, họ làm cái chuyện là vận chuyển nước đó, vận chuyển nước, cho nên người công giáo họ xin là ở trên đó là họ có nhiệm vụ là họ chở cái xe mà bồn nước đó, đi lên lấy nước để bơm vô trong cái chỗ mà cho mình xài đó. Còn ngoài ra đó mà quý vị không hy sinh được cái đầu thì không có vô đó được, rõ ràng đó. Trăm năm bốn người phải không, mà được bao nhiêu sâu, mà bao nhiêu người, 50 người phải không, 50 người giờ là dư, thiếu là còn đứa chịu đó. 154 sâu. Bữa nay cái người nào lần đầu tiên mà đi dự cái lễ nào quán đảnh của ngài Phật đảnh tôn thắng mà chưa nhận cái ly Phật đảnh chưa? Có ai lần đầu tiên? Con mày lần đầu tiên hả? Con mày lần đầu tiên đó hả? Học. Học mày lần đầu tiên đó hả? Không, mà chưa có ly đó, tại tôi còn một số ly. Bên này là Phật đảnh chứ không phải là dư sư. Dư hai cái Phật đảnh mà sao không có được? Tôi còn rất là ít, cho nên những người nào mà lần đầu tiên đi đây mà chưa bao giờ nhận cái ly Phật đảnh trong tháng đó, là tôi con lãnh về, là tôi con đổ nước vô mỗi ngày, tôi con trì chú Phật đảnh đó để mà tụi con uống đó. Gói rồi đừng lãnh nha. Chưa có. Trời ơi, tôi thấy cái mặt mẹ nó quen quá mà sao mà. Con ở trên tổ đình ở dưới thương tơ mà nó không có. Dạ. Còn mấy bà vợ không có chạy ra chạy vô đâu mà không có. Có rồi sao đưa. Ông á, cứ vợ là cứ lựa một người, lựa gì tới 13 người đó nè, chị vợ. Hao quá. Lựa vợ ta kiếm một người ta lấy thôi. Lựa chi mà đi dòng họ tới 13 người. Hiểu chưa? Lỗ. Ổng làm rễ mà tới nhà đó, mấy bà không có chồng mà 13 chị em. Rồi, rồi thiệt đó hả? Tại con thấy mặt ông quen má mà sao mà. Con Diệu An sắc tật. Dù ăn bao nhiêu phê mà cũng đi bao nhiêu lần mà không có là sao? Dữ, nhưng mà ly pháp trước khi có tượng này nữa. Rồi bây giờ giao cho ông ty pháp đi. Chưa hả? Để giao cho ông ty là có phê ta phê địch đúng đó. Ty là bánh mung đó. Chạy lên gõ cửa, nói nhỏ nhớ lựa cái sân này đẹp cho bạn con nha. Nãy là lên dựng tầng hành lang, nhớ nha, bạn con nhiều quá sao biết, là Arizona nha, nhớ được luôn đó. Nhiều phe quá sư phụ. Này nó nhiều phe, nó kêu là dựng động hành lang đó. Nhiều lúc, thấp mặt lắm quá sư phụ. Rồi nha, cái gì đừng có lo cái đầu. Chút nữa xong rồi đó thầy cạo cũng sao hết, quan trọng là cạo cái tâm trước đi nha. Còn nó bao nhiêu đi vậy ta? Có đi lúc rồi đó. Hơn 20 chắc đủ rồi đi. Mấy người thật sự chưa có nhận được thì lãnh đi để này không có nữa. Đó,
mà lấy dược sư. Những người mà vô đây bệnh tật á, những người mà vô đây bệnh tật á, mà dân sớ than đã, ngày mai này đó khi tu đông đảo rồi đó, thầy sẽ có một cái thời tụng chú dược sư tiếng Phạn mà tụng rất chí thành luôn, rồi tụi con tụng cái đó rồi đó, là thầy ngày mai đó là lấy một cái bình nước lớn á để cho sư phụ tụng. Sư phụ sẽ đứng ngồi đó, sư phụ sẽ bắt ấn trên cái bình đó, sư phụ tụng 108 biến chú dược sư mà tiếng Phạn đó, rồi tụi con lấy nước là dịu, lấy chai chuẩn bị đi. Thì đừng có dân sớ nữa, với cái lực mà sư phụ sẽ chú nguyện đó, tụi con nhớ chứ đừng có chạy đưa những sớ này không có đúng. Là thầy sẽ trong cái phá tu này nó sẽ có 108 biến chú, mà khi mà tập trung thanh tịnh rồi chúng ta sẽ tụng, hiểu chưa? Tụng trong một cái bình nước rất là lớn, rồi sau đó tụi con xếp nó ra về nhà để mà uống, nhất là những như thầy chạy chiếu được là cũng phải lấy về mình úp đó, tôi nhớ rõ. Bay được chứ, gửi cho hành lý bay được hết mà, lấy trên xe bỏ lên trên này, cái bỏ cái hành lý gửi được hết, gửi hành lý lớn, yeah. Gửi được hết, gửi hành lý được hết. Cho nên á là quý vị có biết là cái con mà hồng hộ không, nó là đi qua đi đến chết đó mà tôi chuyển nó hết, nó về đó, con hồng hộ giờ nó về rồi đó đó. Cho nên nó có những cái đó mà tại vì á nó là nó đi là bác sĩ út nó giỏi lắm đó, cho đừng có giỡn, giỏi như Mỹ vậy đó, mà nó đầu hàng rồi thì nó mua vé một chiều hồi trước đó. Nó qua đấy rồi thầy chị nó chị rồi sao cái đợt thứ hai nữa thì bây giờ nó về đó. Cho nên có những cái đó mà tụi con phải biết đó, là không phải từ gửi sớm mà hết đâu, mà phải tu. Tại vì có hồng hộ là nó xuất gia, nhưng mà nó ở Úc nó cũng không có thể ở đây được, nó đi qua 2 tháng mấy nữa về, thầy biết chuyện đó rồi. Như thầy chiếu cũng vậy, thành ra nó bây giờ là nó hết bệnh đó, là nhờ cái thần lực của sư phụ thì chú đó, là tôi cho nó trị đó. Mà nó và bác sĩ Úc coi nó là mày chuẩn bị chết rồi, mày không đi là bởi hôm trước nó mua quanh quê, ai không biết cái chuyện đó mà nó đi quanh quê, nó từ giả đó, nó quay đi tính vô phòng giảng sanh nhưng mà giờ không giảng sanh rồi, về lại rồi. Cho nên á tụi con á phải nghe lời chứ không phải gửi một hai cái sớ này đâu. Gửi một hai cái sớ là tụi con gửi một cái cũng như là cái lời xin Đức Phật cứu, nhưng mà mình phải chỉ cho các tu nữa, chỉ các sám hối nữa, không thể sai lực nhân quả được. Thầy chỉ cách rồi thầy giúp, tức là không có thể nào mà mình làm sai cái luật nhân quả được nha. Còn nãy cái bà cụ gì mà lên đó mà cảm ơn bà con với bên Hào đó, cô đó đó, sợi dây đó cô quý nha, cô đã hết bệnh rồi đó mà hả, cô dở ra nó đọt xá, vừa rồi dở ra nó vô lần liền, phải không? Tôi dặn là hả, mất tôi không có trị nữa nha, tôi giờ tôi hết trị rồi đó, tôi bây giờ là tôi đã nói rồi, tôi không có nhận trị bệnh nữa đó, mà giờ muốn trị đó là có hôm trước đề nghị vô làng 6 tháng rồi tôi mới trị đó. Đó là không thích đề nghị đó, còn thầy tự nhân là đề nghị tới 5 lần. Tôi xin 3 tháng. Nhưng mà bây giờ cô quý đó nha, chứ không có giỡn á. Đi giặt cũng không được á, đeo nó dính dơ gì cũng không được á. Cô nhớ là cô hết rồi đó. Hôm trước á, là nói bậy nói bạ tùm lum mà đeo về có như là một ngày sau là hết rồi. Mà bây giờ dỡ nè, có ngày thứ hai là hết rồi đó. Mà bây giờ cô mà về dục ra là không có lần thứ hai nha. Tôi nó trả cái lê sân cho Phật rồi đó. Trả bằng rồi, không có làm nữa. Hàng quý đó, không có lần thứ hai đâu. Đừng có ngồi gần ba của Đức Lâm làm ổng giật đó, ổng. Tại vì ổng đi giặt cái sợi dây đó rồi. Đức Lâm cái năng nỉ tôi biết đó. Canh đó, ổng chôn á. Nói từ mạch y vô là chuẩn bị. À, Hồng Đức mở cái máy bỏ vô đây để chuẩn bị và chúng ta tấm Phật trước nha. Phát kinh đi, phát kinh. Kinh Phật Đản là trong này nó có 3 loại kinh nè. Kinh Di Lặc, kinh Vô Lăng và Phật Đản có. Hả? Không có chưa nên chút nữa sao, giờ mình lấy tấm Phật trước.
Bluetooth mode. 1, 2, 3, 4. Mời tất cả đại chúng cùng dâng hương cúng Phật
nguyện đem lòng thành kính lời theo đáp bảy hương vạn vật khắp mười phương cũng dường ngôi tam bảo. Kiệt thân thân cùng thân.
Yeah.
Yeah.
hương linh Bùi Thị Nhung bà ngoại của Hồng Sâm, hương linh Lê Văn Hề ông ngoại Hồng Sâm, hương linh Nguyễn Văn Thương cậu ba Hồng Đức, hương linh Nguyễn Hồng Giang anh Hồng Đức, hương linh Đặng Thị Đòn mẹ Tệ Nhân, hương linh Phạm Văn Nhân ba Tệ Nhân, hương linh Phan Phi ba Hồng Nghĩa, hương linh Nguyễn Thị Cô mẹ Hồng Nghĩa, hương linh Phạm Văn Dũng anh Tệ Nhân, hương linh Nguyễn Văn Hương cậu bảy Hồng Đức, hương linh Phạm Thị Cháu chị Tệ Nhân, hương linh Tạ Viết Ngọc anh Hồng Pháp, hương linh Tạ Thị Minh Trang em Hồng Pháp, hương linh Trương Đắc Thọ con Hồng Pháp, hương linh Nguyễn Thị Mùi mẹ Hồng Pháp, hương linh Mạnh Kỳ Nhiên ba Hồng Nam. Rồi mấy người này không còn ai nữa hả? Hết đây luôn hả? Hương linh Tạ Văn Thành chồng Liễu Từ, hương linh Đỗ Văn Du ba Tề Đức, rồi không sao. Hương linh Dương Công Thức ba Hồng Thảo, hương linh Nguyễn Thị Nho mẹ Hồng Thảo, hương linh Nguyễn Thị Minh mẹ Hồng Thị, hương linh Lê Phúc Tấn ba của Tiên, hương linh Trần Quý Hưng ba của Tề Niệm, hương linh Võ Thị Quần mẹ Tề Niệm, hương linh Xà Thiệu Anh ba Hồng Viên, Huệ Viên Hồng Viên con hả? Huệ Viên Hồng Viên. Hương linh Nguyễn Thị Hiến mẹ Huệ Viên, mẹ Hồng Viên. Hương linh Xà Quyền Nhân em Hồng Viên, hương linh Đoàn Ngọc Tiến con Biên Cảm, hương linh Lê Quân cha Hồng Hoa. Rồi những người này chờ chút xíu để thầy nói lễ lễ nha, cái gì chờ chút. Bắt đầu về đánh, bắt đầu tí tâm lễ lễ nè. Chi tâm lành lễ thì thiền khó thu
lần thì tâm thành lễ lần sau các tâm sanh tâm sở tâm đạo vô sư tinh ca mâu ni phật để xuống lần chỉ tâm thành lễ Hãy
Thank you.
Sure.
Shuddhi Sama Gati Pari Shuddhi Sama Tata Gata Sinya Me Sama Swasa Yanto Sama Tata Gata Sama Swasa Adishtite Buddhiya Buddhiya Vibuddhiya Vibuddhiya Bodhaya Bodhaya Vibodhaya Vibodhaya Sama Gata Pari Shuddhi Sama Tata Gata Vibhaya Adishtana Adishtita Maha Mudri Soma Sistaya Buddhaya Bhagavate Dariya Kaom Vishuddhaya Vishuddhaya Asama Sama Samanta Vapasas Paranaya Tidahana Subhava Vishuddhe Abhisim Jato Nam Sukata Vara Vachana Amerika Abhisekar Mahamadya Vara Ahara Ahara Ayusandarani Suddhaya Suddhaya Gagana Vishuddhe Kusnisa Vijaya Vishuddhe Sahaswarasi Samchodite Sarvatatagata Avalokani Sarvaramita Paripurani Sarvatatagata Matina Saluni Pratisite Sarvatatagata Vinaya Adhistana Dishkita Mahamutre Vajrakaya Samhattana Vishuddhe Sarvavarana Appaya Rudratibani Vishuddhe Pati Nirvataya Ayushuddhe Samaya Adhishthite Mani Mani Mahamani Tatata Buddha Kuti Pari Shuddhe Vismutta Buddhi Shuddhe Jaya Jaya Vijaya Vijaya Smara Smara Sava Buddha Adhishthita Shuddhe Vajji Vajra Gavi Vajram Bhavatu Mama Sariram Sava Sattvanam Chakraya Pari Vishuddhe Sava Parishuddhe Sava Tata Yata Sinya Me Sama Swasa Yanto Sava Tata Yata Sama Swasa Adhisthite Buddhiya Buddhiya Vibuddhiya Vibuddhiya Bodhaya Bodhaya Vibodhaya Vibodhaya Samanta Parishuddhe Sava Tata Yata Vinaya Adhisthana Adhisthita Mahamudre Swaha Sistaya Buddhaya Bhagavate Dariya Taom Vishuddhaya Vishuddhaya Asama Sama Samanta Vabhasas Paranaya Tidahana Sobhava Vishuddhe Abhisim Chato Mamsukata Vara Vachana Amerika Abhisekar Mahamantra Paraya Ahara Ahara Ayusandarani Suddhaya Suddhaya Gagana Vishuddhe Kusnisa Vijaya Vishuddhe Sahasrarasmi Samchodite Sava Tata Gata Avalokani Sarvaramita Parikurani Sava Tata Gata Matina Sarumi Pratisite Sava Tata Gata Vidaya Adhisthana Adhisthita Mahamudre Vajrakaya Samhattana Vishuddhe Sava Varana Appaya Rudrati Pari Vishuddhe Pati Nirvataya Ayushuddhe Samaya Adhisthite Mani Mani Mahamani Tatata Buddha Kuti Pari Shuddhe Vismutta Buddhi Shuddhe Jaya Jaya Vijaya Vijaya Smara Smara Sava Buddha Adhisthita Shuddhe Vajji Vajra Gave Vajram Bhavatu Mama Sariram Sava Sattvanam Chakraya Pari Vishuddhe Sava Gati Pari Shuddhe Sava Tata Gata Sinya Me Sama Swasa Yanto Sava Tata Gata Sama Swasa Adhisthite Buddhiya Buddhiya Vibuddhiya Vibuddhiya Bodhaya Bodhaya Vibodhaya Vibodhaya Samanta Pari Shuddhe Sava Tata Gata Vinaya Adhisthana Adhisthita Maha Mudre Swaha Sistaya Buddhaya Bhagavate Dariya Taom Vishuddhaya Vishuddhaya Asama Sama Samanta Vabhasas Paranaya Tidahana Subhava Vishuddhe Abhisim Chato Mamsukata Vara
Jaya Jaya Vijaya Vijaya Smara Smara Sarva Buddha.
Yeah.
Yeah.
Sukata Varabhacana Amerika Abhisekar Mahamanjapada Yahara Ayo Sankara
Sama 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 s
Thank you.
Thank you.
Cái lễ quán đảnh này là như thế nào? Nó không có cái gì mà mê tín hết. Quý vị nghe đây nè, bữa nay lễ tắm Phật, vừa rồi tôi làm quán đảnh với làm Di Đà đó là không có lễ tắm Phật, cho nên tôi đóng cái dấu chú Phật đảnh Tôn Thắng trên bàn tay của Phật tử, nhớ không? Là cái tượng Phật đảnh Tôn Thắng nó biểu tượng cho cái Phật tánh, tức là Phật đảnh, tức là cái dục vô kiến đảnh tướng đó, cái dục kế, mà cái trí huệ của Phật á, là cao nhất, mà chúng ta cũng có trí huệ cao nhất, nhưng mà chúng ta luân hồi bị chạy theo tài sắc danh lợi, cho nên chúng ta bị cái màn vô minh nó che. Bữa nay chúng ta tắm cho Đức Phật Bổn Sư này chỉ là cái biểu tượng Phật này bằng ceramic, tức là bằng đồ gốm thôi, nhưng lấy cái nước đó với cái tâm nguyện chúng con lên, chúng con đều nghĩ là chúng con tắm Phật.
Cho nên chúng con rời vào cái phần đảnh tôn thắng, cái tượng đó là có 9 tầng, 9 mặt. Mà 9 mặt nó tượng trưng cho khi Đức Phật, nếu mà tu thiền á, thì nó có củ đệ định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, phải không? Rồi cái là 4 rồi, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, và cuối cùng là diệt tận định. Thì Đức Phật Thích Ca mà trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài cũng phải nhập sơ thiền, xả nhị thiền, nhập nhị thiền, xả tam thiền, tứ thiền, dài dài rồi đi hai vòng rồi Ngài mới nhập Niết Bàn. Thì nếu mà chúng ta tu thiền mà làm lễ quán đảnh này đó, thì chúng ta nguyện cầu cho cái phước đức này chúng ta được chứng quả A-la-hán, chấm dứt luân hồi sinh tử. Còn nếu mà chúng ta tu tịnh độ thì chúng ta sẽ lọt vào trong củ phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Cho nên bữa nay thì rửa cho tụi con á, là những người ngồi đây không phải là tụi con không có tu mật tông đâu. Cái này khó nói lắm, tại vì lạ lắm, 90% những người đây đều trước đều đã có tu mật tông hết. Tại vì có những cái hào quang người kia thì đắt nước vô đó, trong đó chỉ có một vài người không phải. Một vài người không phải là thầy lễ vô cái á, là ông thầy chơi biết là họ phui phủi. Ông thầy chơi thấy không? Họ phui phủi, họ không có biết. Kể cả những đứa nhỏ mà nó quỳ lên đây, nó không phải một đời đâu, nó đã có nhiều đời. Cái tượng này á, ngày mai nữa là hết rồi. Mà cái tượng này có nhiều người cũng không thấy nữa. Chính mặt á, tụi con chỉ thấy được tứ diện Phật, tam diện Phật, nhưng mà không thấy được mà chính mặt. Cho nên á, bữa nay mình tắm tượng Phật này, lấy cái nước này rồi mới rờ hai cái tay của cái Phật đỉnh Tôn Thắng, tượng trưng cho Ngài, mới truyền lại cho chúng ta cái trí huệ. Cái trí huệ đó để chúng ta khai mở. Mà tôi nói rõ luôn á, là những người nào mà đã làm lễ quán đảnh này nè, người làm quán đảnh này nè, thì tụi con ráng về khi ngày mai thầy truyền cho tụng cái chú mà giảng sanh quyết định thần chú chứng phạm á, tụi con ráng trì. Hồi nãy tại sao có người thầy vũ luôn cả lưng nữa, là ba của con Diệu Sinh á, có phải không? Thầy rưỡi luôn cả trên đầu hai bàn tay và cái lưng, vì ông cụ này đó thọ mạng không còn bao lâu nữa. Ông cụ thọ mạng không bao lâu, nhưng mà khi ông đã được hai cái lễ quán đảnh rồi, Diệu Sinh đem về nhà không sao hết. Ông cụ bây giờ đó, ông cụ không muốn ở chùa đâu, mặc dù đó là mình muốn đưa ông vô chùa đây để tu, thầy cũng cấp phòng đó, nhưng mà ông bây giờ đó, con Diệu Sinh nó chưa nói gì sư phụ, sáng rồi nó ông ba con không có muốn ở đây, nó muốn gần gũi con cháu, đúng không Diệu Sinh? Đó, nhưng mà ông đã lên thầy mới tẩy cho ông cái, ông là thời kỳ thứ tư rồi. Cho nên á, cái những người mà họ khi mà cái họ mạng sắp hết, những cái dần hầu quang của họ mình nhìn mình biết. Cho nên á, trong đây không phải đơn giản đâu, tụi con nghĩ vậy đó. Người ta có thể đi ăn đi chơi, nhưng mà có những người Phật tử rất tinh tấn nhưng mà không có được cái quán đảnh này đâu. Cái quán đảnh này nó có một cái năng lực kinh khủng lắm. Từ cái Đức Phật Thích Ca chúng ta tắm cái nước này, rải lên cái đỉnh đầu để mà tắm cho cái màn vô minh của tụi con á, mà không có cái gì mà tôn thắng hơn cái Phật tánh chúng ta. Cái sự nghiệp chúng ta tức là trí huệ đó, là cái Phật tánh đó. Cho nên nó tụi con thấy rõ ràng là bữa nay thầy giải thích không có cái gì mà nó mê tín hết, mà rõ ràng cái nhân duyên từ Đức Bổn Sư chúng ta tắm, lấy cái nước đó thầy bỏ lên và thầy rải lên trên đầu, và cái tâm nguyện của thầy là nguyện cho người này sau khi họ được làm cái lễ quán đảnh này, từ từ họ trì chú Phật đảnh tôn thắng, họ thấy được cái mà tôn thắng nhất của họ không phải là nhà lầu xe hơi vợ đẹp con sang bằng cấp, mà chính là cái trí huệ. Chúng con thấy rõ ràng ở trong này có ông Trung này, ông Trung mà con của bà con gì dưới Tây Sơn á, ông đâu mất rồi, ông Trung đâu rồi, tôi đã pháp danh ông là Thiện Trung phải không? Thiện Thọ đâu mất rồi, Thiện Thọ đâu, ông Hùng á. Quý vị thấy nó giáo sư của Stanford đó, nhưng mà trí huệ của thế gian, trí huệ thế gian là ông giáo sư của Stanford, tốt nghiệp từ UC Berkeley ra giải toán, nhưng mà vô đây đối với trí huệ nhà Phật chỉ là con ruồi dưỡng thai thôi. Ông nói là ru, có thấy không? Trí huệ sinh thế gian và trí huệ thế gian nó khác luôn. Hồng Đức thấy sao, ông sao không? Biểu gì làm đó. Thứ nhất là lựa cho ổng là một nè, thứ hai là Hồng Thượng là hai nè, thứ ba là Hồng Viên là ba nè, thứ tư là con Phú là bốn nè, muốn làm cái chùa là rất là đặc biệt, hàng tím.
Hiểu hàng hiếm không? Con là một, ông đó là hai, cô học viên là ba, và con Phú đó là bốn. Hàng hiếm. Không đâu có, không có đụng hàng được. Cũng như cô học viên á, bữa đó là lên đi bả mà xin lỗi gì đó, mà xin lỗi cô Hồng Hồng Thiện á, xin lỗi cái gì đó. Bả hứa chở đi đâu đó, chưa kịp chở bà này chết, cho nên bả lên mới sám hối thì người ta biểu phải lên rờ hung, bả chạy lên bên rờ bả hung nữa. Sắc chết á, tức là độc đáo, nhớ cười đần đần không? Là người ta nói giỡn mà không biết nó thiệt không hay. Thành ra mình nhìn cái ông giáo sư Stanford này, mình thấy rõ ràng cái trí huệ thế gian ấy, thì ông có bằng dạy Stanford, thi vô trường đó là cũng đỏ con mắt chưa lọt vô đâu mà ông dạy. Nhưng mà rồi lúc về đây là coi như là ông cúng cho mẹ ông, bữa về đó là phải có hả, cúng là phải có, nghĩa là ông cúng, mình nhìn cái tâm như một cúng đó thiện nhân á, là con phải bưng cái bát là phải là có ơn mẹ con là con mới vui, đúng không? Cúng là phải rõ ràng bà mới ăn được. Thành ra mình nhìn đó, tất cả những người ở đây khi mà thầy giải nước lên á, là thầy biết người nào có tu trong này 90% là đều có tu bằng tâm hết. Và cái quyền lợi của cái lễ bữa nay, tụi con ráng về tụng cái chú giảng sanh quyết định thần chú, tụi con thì biết cho tới cái ngày mà về tháng 7, về tháng 7 đầu tuần lễ tháng 7 là có một cái lễ quán đảnh của Phật A Di Đà về thần chú đó, rồi sau đó về tiếp tục trì đi. Tiếp tục trì đi. Thì ở trong cái số này đó có 10 người sẽ làm được phô qua và thành chú, coi như là giảng sanh quyết định. Còn những người mà không làm được á, thì khi hộ niệm đó, cái người đó, những người mà đã làm lễ này, nó có thể giúp sư phụ đẩy được 10 độ. Đẩy được 10 độ. Thí dụ bây giờ con dự sinh á, dự sinh đâu rồi? Con ráng trì cái thần chú này đi. Sư phụ, tại sao nãy mà có nhiều người dồn, tại sao mà tôi còn tạt nước vô lưng ổng nữa? Có nhiều người nhìn, tại sao mà ổng chịu tạt tay tạt đầu rồi? Hình như con mấy Ngọc thấy phải không? Sẽ ông tạt nhiều, ba bắt cho hai xôi chuỗi lên, chứ không phải một sâu. Tại vì ba con sắp hết thọ mạng rồi, con ráng con trì đi, rồi sư phụ sẽ chứng minh cho con thấy. Con trì cho siêng năng, ráng trì cho siêng năng, thì khi ba con nằm ở nhà để sờ má rồi, sư phụ sẽ tự la tụng, đôi khi đó là con giữ, khi mà ba con có gì con cứ tụng được cái bằng hộ niệm đi xuống qua và cứu cho ba con hả. Chú trì hàng ngày lúc đầu rảnh thì chú này dễ quá, chú này tập chúng là thuộc lòng ai, đúng chưa? Cho nên nó chỉ con cứ trì đi, trì bình thường đi, rồi con sẽ thấy cái thần lực nó, và rồi con sẽ cứu ba con được rồi đó. Cho nên á là con không có cứu được, nhưng mà khi đó thầy qua đó, thầy sẽ đo nhiệt độ hết rồi ổng bao nhiêu đó, con có thể nâng được 10 độ. Tức là dù ổng 80 con nâng lên 90, mà ổng 90 con có thể nâng lên 100. Rồi sau đó là sư phụ là người đẩy cuối cùng. Ráng tụng nha, con nhớ con ráng tụng. Và hai cái xôi chuỗi mà thầy cho ổng hồi nãy đó là dứt khoát không có cho ai hết, để đeo luôn, đeo luôn cho tới khi mà ổng về cõi Phật luôn, không có cho ai, tỉnh niệm luôn. Nhớ đó, không có cho ai hết đó. Thành ra là ba con cũng không bao lâu đâu nha, thì cố gắng, nhưng mà cứu được ổng về nhà cho ổng vui vẻ đi. Nhưng mà ổng vui vẻ, ổng cái gì cũng được, nhưng mà con phải ráng tiền, thì con đẩy được 10 độ đó. Cho nên quý vị ơi, không phải đơn giản đâu. Có những người theo thầy rất là lâu, mà tôi thấy có nhiều cái mặt mới lắm. Ở trong này ai là lần đầu tiên mà đi làm đủ đảnh này, ai lần đầu tiên thấy cái mặt nó mới, tôi đếm coi. Ông cái công giáo, công giáo gì chứ là cuối nó cực kỹ nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, lần đầu tiên làm này, 4 nè, 5 nè. Mấy người này có cái quà riêng nha, nhớ kỹ lấy tên giùm tôi. Lần đầu tiên không có quà riêng đó. Mấy người này chủng tử sâu dày lắm, chủng tử sâu dày lắm. Đếm coi, đếm phải đủ 10 không? Đếm được rồi, lấy sách đi. Mấy người này thấy vậy đó, nhưng mà họ không phải tu đời này, nhưng mà họ tu nhiều đời. Đúng không? Vậy là gian. Con thấy lần đầu tiên, lần đầu tiên đến đây phải không? Dạ, con đến 2 lần. Đến 2 lần rồi, bỏ lỗi ra lần đầu tiên. Ai lần đầu tiên lấy danh sách? Ai lần đầu tiên? Con đến 2 lần, nhưng lần đầu tiên con đến 2 lần. Con đứng lấy đi, lấy giờ ti. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti.
lần đầu tiên mà đến đây và lần đầu tiên muốn đảnh là ưu tiên một. Rồi lần đầu tiên đến đây mà lần đầu tiên quán đảnh là ưu tiên số 1. Đó là cái chủng tử họ dễ sợ lắm. Đây nè, cái đây nè. Ai lần đầu tiên đến làm, lần đầu tiên lấy cái tên đi. Không cứ không biết, lần đầu tiên sao sư phụ biết tên được. Mà con ở bánh mùng nó cũng chụp chụp lắm hết nè. Nên chụp tôi không nghi ngờ. Lần đầu tiên mới đến làng này. Lần đầu tiên là và lần đầu tiên đến làng mà lần đầu tiên là được quán đảnh là ưu tiên một đó. Đó đó thì vui vô. Nó là nó có loại đặc biệt của sư ông Kiến Châu tặng đó. Đúng rồi, lần đầu tiên tới làng rồi cộng với lần đầu tiên quán đảnh nữa là cái đó ưu tiên một. Đúng rồi. Hả tính là không tính. Đây nè, cái ông này nè, em có thầy vệ chiếu nè, mình úp ra đầu tiên đấy. Lần đầu tiên đến làng cộng với lần đầu tiên quán đảnh là số 1. Tôi thấy mấy cái mặt lạ lạ đó rồi. Lần đầu tiên đến làng ngày hôm nay là lần đầu tiên và lần đầu tiên quán đảnh là tôi biết là em thầy giải chiếu là một nè. Chứ một vài người mặt lạ lắm là họ phải cái chủng tử họ kinh khủng lắm, họ không có biết. Con thì là mặt mặt này là mặt chai. Chào ai không được luôn. Bán tảnh là phải lần đầu tiên đến chùa nữa, đến đây nè. Có mấy người à, em thì đại chiếu bên Úc qua đó, lần đầu tiên đến chùa là đầu tiên quán tảnh. Được 7 người phải không? Không, vậy thôi, khoan khoan để kiểm. Chắc con là ưa có bánh mung trong đấy, phải kiểm này. Ông này đều nghi ngờ. Lần đầu tiên đến làng ai? Bà có ảnh bên kia rồi, bà nhận rồi, bà có quà rồi, đừng lấy nữa. À, bà lấy đồ, bà lấy đồ nó bên đó rồi. Còn ai lần đầu tiên á mà bước đến làng này là ngày hôm nay lần đầu tiên mà lần đầu tiên được sư phụ làm lễ quán đảnh à, mà chưa lấy tên. À, em thì bị thiếu đó, mình đúng qua đó. Cô đã đứng là cũng vài chục lần rồi. Hỏi một lần nữa, ai lần đầu tiên mà đến bữa nay là lần đầu tiên và lần đầu tiên giữ cái lễ quán đảnh này? Phải lần đầu tiên nữa. Không, 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 không lại làm này. Nhưng là cái đó tạc rồi. Tại vì sư ông á
viết lại trong cái đó là quà của sư ông. Quà của sư ông cách đây 2005 sư ông còn sống, sư ông gói qua vậy tôi mới gửi qua cho thầy. Là ai đó chủng tử sâu dày đó, thấy vậy nó kêu chưa chắc người theo sao mà có chủng tử. Mà những người đó sẽ tùy thần chú sẽ là lựa những người đó để sau này làm trong cái băng phô hoa đó. Kinh khủng lắm. Tại vì 9 người hả? Thiếu một người nữa ha. Để là từ đây tới chiều, từ đây tới ngày mai thế nào cũng có người nào nữa. Con là lần đầu tiên mà không gian dối. Cô nào? Quá đánh rồi bên kia. Hả? Tôi Duyên Châu là lần đầu tiên cái gì? Lần đầu tiên không đòi ăn. Chồng một bé. Cái này á, là thuộc về mật tông đó. Thầy đi tìm những người mà đã từng có tụng rồi đó, cho nên họ hoàn toàn họ không có biết cái gì hết á. Những người lần đầu, tại sao tụi con lần đầu tiên tụi con đến vậy, lý do là tụi con đến vậy, ai ai rủ vậy, đâu có, tụi con đâu có biết cái này đâu. Tức là họ rất là tự nhiên. Thành ra đó, những người này hoàn toàn không có tâm mong cầu, mà tâm thuộc vậy đó. Là về về người đó sẽ gặp riêng thầy chỉ, và cái người này sau này đó có thể cứu được cha mẹ mình bằng cái thần chú mà giải sinh quyết định đó. Khi cha mẹ lâm chung là gọi cho thầy nói như vậy rồi đó, là thầy sẽ đến đó, thầy giúp mình tự thân người đó cũng có thể nâng độ cha mẹ lên tới 100 độ. Thành ra hoàn toàn tôi không có mong cầu, tôi con không có biết. Cho nên hồi sáng giờ thầy không biết làm sao mà chia được 10 cái phần đó, mà trong này nó mà chia là không được. Mà rõ ràng là người đầu tiên đến đây mà không có biết cái gì về cái này thì đó mới đúng là cái người có chủng tử. Còn kiếm một người nữa thì đây tới ngày mai thế là cũng có người nữa nha. Rồi bây giờ đó rất là khoa học. Đây là Phật Bổn Sư đó, ngày sanh ra mà thật ra ngày thị hiện, không phải là mấy thành Phật này xuống cõi này nhiều lần rồi mình tắm xong đó là thầy cái tâm của sư phụ là chú nguyện cho qua bên kia là Phật đảnh Tôn Thắng. Cái gì Tôn Thắng? Cái ông Phật mà Tôn Thắng nhất không phải là Phật Thích Ca ở ngoài, mà chính là Phật của chúng ta. Cái Phật tánh của chúng ta mới cứu được, cho nên Ngài nó đưa hai cái tay xuống này truyền lại cho mình. Trí huệ của Phật đảnh đến với mình, mà mình tắm bên này thì dội cái nước này lên đầu tụi con á, là hy vọng nó phá được cái màn vô minh của tụi con về đó, tụi con từ từ mở trí huệ. Nha. Cái đó là cái bất sanh bất diệt của mình, cái đó là cái quý nhất. Cho nên những người lần đầu tiên á, tụi con đa số những người đi chủ là đến đây biết bữa nay là tại vì chẳng hạn nhìn tiên nó biết là bữa nay là nó từ bên xin tàu nó xuống là chiếc tàu cuối đặt lên trên là không thể nào đụng được. Và tất cả những người đến đây đều cũng mong cầu là mình sẽ được lần cuối. Nhưng mà đó là cũng nhân duyên, mà có những người biết như vậy nhưng mà họ bị chứng đề toàn tiện, họ bị cái đối buộc tiền bạc công ăn việc làm cho họ không đến. Rất nhiều người tử thầy muốn đến mà vì cái nghiệp nó trói, đúng không quý vị? Có nhiều người bút vé là đi không được luôn. Cho nên rõ ràng còn mấy người này họ không biết cái gì hết á, họ thấy cái guideline họ lên, họ thấy làm nên cuối cùng sư phụ giải thích là tìm 10 người đó, là 10 người đó là đời trước đã có tu cái pháp môn này. Để chi? Để 10 người đó cái đầu tiên á, đâu 10 người đó ai có cha mẹ còn sống được đây thì coi thì chín người hiện giờ, chín người nãy đó, đứng lên coi, đứng lên, chín người đứng lên cái thầy chỉ. Có cha mẹ đâu mà còn sống, qua cha mẹ đã qua đời rồi, cha mẹ qua đời cũng đứng lên luôn. Không có, cũng nói đủ tôi giải thích thôi. Và trong chín người này đó là chút chiều nay tôi sẽ giải thích các chú cha mẹ, các chú cha mẹ mình được giảng sanh luôn, dù là chết rồi chiều nay tôi chỉ nha. Thành ra đó, đây là những người này là cái hạt giống tốt. Hạt giống tốt thì họ không có biết cái gì hết, cho nên là cái người rất là coi như đến đây chỉ nghĩ là đến vậy thôi, cho họ không có biết được cái pháp mật tâm này. Mà cái thần chú mà giảng sanh quyết định đó là lần đầu tiên được sĩ dương ở đây cho đúng cái âm Phạn ngữ. Hồi xưa mình tụng không linh gì, tụng cái âm Hán, mà các vị tổ họ không muốn cái chú này nó linh quá, người ta tụng người ta không tu, người ta ỷ lại vào thần chú tụng là chắc chắn giảng sanh. Nhưng mà bữa nay đó tụi con là những người mà cái hạt giống rất là tốt. Giờ tìm còn một người nữa, nhưng mà có thể là từ đây tới ngày mai sẽ có.
không thấy nào có người gọi à, tiền mới gọi em lên đây đi. Tiền sẽ biết có người chưa chứ, gọi. Cái này nó làm mà tao nó khổ vậy đó. Tôi sáng giờ tôi nói làm sao mà cái món quà của sư ông blessing là những người này là những người họ có tu nhiều đời, ít nhất là 100 đời họ đã từng tu Phật tâm rồi. Cho nên nhân viên lễ mà để họ không có mong cầu, đó là vô sở cầu đó mà tự động được rồi. Cho nên nó thật sự là thầy thấy là đúng đúng là thầy còn một người thấy nào ngày mai cũng có. Ông này ông công giáo đó, bây giờ đến công giáo mà nó đến công giáo có những cái mình không tưởng tượng được, họ được cái phật có tu rồi đó. Cho nên là mình không thể nói được con mắt mình á, đối với mình thì có Phật giáo công giáo, đối với Phật tánh không có công giáo Phật giáo à, cái tâm phân biệt thì có Phật giáo công giáo, mà trở về cái cao thượng nhất tôn thánh nhất là không có công giáo Phật giáo. Ở trong này đó, người thì là tời bạc trong đồng, người tời một đồng, người tời 50 sen, người tời 500, mà người thì vô giá luôn. Nên là mình tiếp 10 cái người đó là 10 người đó là sư ông nói trong đó là tụi con đã có từng, tụi con không có biết gì nữa, cái nhân viên nó đẩy tụi con về lần cuối nhầm chiều mai là tôi đẩy lên cái tháp là không ai được nữa. Mà giờ trong đó tôi biết tặng ai đi, tôi đề tử tôi biết tặng ai là lượng 10 người rồi còn còn là 9 người nữa đó. Nhưng ông này thì lo lắm, đâu đi đi đúng lúc luôn, ông thầy chiếu không được nè, ông thầy chiếu tôi trên tao 10 mấy năm không được nè, thấy rõ chưa? Đó là ông em nó tự nhiên mà đi qua đúng rồi. Ông gì chứ ông có gì mà tâm vào ông này lắm. Ông thấy rõ chưa? Ông này sau này 10 mấy năm về dẫn em qua đó đúng lúc. Mà đâu có biết, ông đi con đâu có nói làm gì đâu. Rằng là đó là những cái nhân viên mà mình phải biết mình tâm nó phải như vậy. Rồi, bữa nay thì con hiểu không có gì mà nó mở, nó rất là khoa học. Cái tượng này đó, Tây Sơn nó thỉnh là tôi không cần biết, tôi cũng không có đại giá nữa. Mà người ta có lên mạng thỉnh là được 4 mặt 3 mặt cũng chả nói, hồi Tây Sơn nó thỉnh đâu tôi cũng chả biết. Rồi cái kích thước á là chúng tôi làm, chúng tôi không có cho Tây Sơn biết, mà Tây Sơn cũng không biết kích thước để nó luôn. Chiều cao nó thấp đặt nhiều mà nó mắc luôn, một tâm nó phải như vậy. Ông này ông thỉnh ở đâu mà phải lọt vô cái đồng tháp mà chỗ mà ngồi được cái đụng cái nó, mà hoàn toàn không có nói, nó vừa in luôn, nghĩa là mật tâm là phải như vậy, không bao giờ kích thước. Tây Sơn cũng hoàn toàn không biết, nó cũng không biết ông này là bằng gì. Nhưng mà thầy biết đúng là mình đánh tôn thắng là chính mặt thầy mới nói cho thầy nói ta đi tìm. Mà lúc cuộc là cái kích thước á, là lúc vô á, tích luôn. Vừa ngắn luôn á, sai một ít mở không được nữa, mà hoàn toàn cái này là tự, là coi như thần lực của chư Phật sắp xuống. Thỉnh tượng Phật là tự ông này nó đi. Ông thấy cái tượng này nó bỏ đâu bên Mỹ chứ không phải là bên Tây Tạng đâu. Đó, rồi cái tháp á là cũng không cho con số luôn, mà nó lại mát được vô là mát dễ sợ luôn. Rồi đáng lẽ cái tượng này đó là lên kia lâu rồi, cho nên sư phụ nó tội nghiệp cái bên con trâu cái đẩy rồi làm lễ 30 tháng 4. Rồi đến 30 tháng 4 đáng lẽ là sư phụ phải đưa thẳng luôn, nhưng mà không biết nó có một số người chưa có được, cho nên tôi mới đẩy về đây, đẩy về đây với một chốc lúc còn có 9 người này là tự nhiên trên trời rớt xuống vô. Chúng tôi chiều nay tôi giảng viên cái đó nha, chiều nay có cái cứu cha mẹ rồi đó. Rồi thôi hồi hướng là chúng ta xuống thành công giờ này đã 1 giờ mấy rồi, tới 4 giờ trở xuống địa tạng. Chúng tóc thì ăn xong rồi xuống chứ đâu phải là nói chuyện ăn xong xuống tóc bên kia thôi hả? Là vậy luôn này hả? Vậy là 4 giờ đó là đi luôn. Chiều nay tôi hướng dẫn về những cái người mà giải quyết, thì sáng giờ giải quyết 3 mấy người đã làm rồi, còn những người mà đã đưa giấy cho thầy mà thầy nói là còn cứu được, có cứu được gì đó, rồi chiều nay tôi nói chuyện rõ ràng là tới lúc luôn. Dân khỏe là 3 mấy người đó, dân khỏe là còn những người mới nữa, làm lít mới rồi dân khỏe nữa. Họ đã chuẩn bị chưa? Tụi con dân khỏe là tại vì tụi con đã có cho tốt rồi. Rồi những người không có trao cốt, sư phụ sẽ hướng dẫn luôn. Nha, 4 giờ lên đây. Những người chưa có trao cốt, những người mà bị thân nhân, ba của mình là ba của mình, nhưng mà ông chú, ông bác của người khác, ông nội, ông bà không được, tôi chỉ. Rồi á, cách này chiều nay là 4 giờ lên đây tôi chỉ, tại đây đi.
đi luôn đi. Giờ đi xuống ăn đi, rồi ăn xong đó là bây giờ là coi như 1:30 ăn xong tới 2:30, 3 giờ đó đi qua bên cái phòng của sư phụ để tạo đầu, tắm rửa xong rồi tạo đầu xong 4 giờ trở lên đây nhá. Thì cái đợt hai đó là cái đợt có thăm có vẻ đó là con sẽ bắt nữa. Sao sáng giờ đi trốn đâu nó vậy? Thấy là đi đi qua là sớm lắm rồi mà đi ăn chơi với nha. Chúng tôi lên tôi hướng dẫn hết rõ ràng, chiều nay là tôi hướng dẫn hết để mà làm sao mà cứu cho ông bà, để rồi từ từ chúng ta sẽ có cái lễ là tháng năm sang năm là lễ rất là lớn của Phật đản Tôn Thắng. Nhưng mà tôi nói từ đây tới chiều ai còn cái duyên đó thì đến là ngày mai là lần cuối cùng, tới chiều là chúng tôi đưa không còn được, không còn thích được tụi này, không dễ đâu. Nghĩa là nó mọi sự nó lại lùng nó phí hết rồi. Tây Sơn cũng không biết cái sai của cái tháp lòng ở đâu, mà sư phụ cũng không biết luôn, tao mà con đưa đúng cái để lên rồi mát luôn, đo là mát chính xác rồi. Thôi bây giờ hả rồi hướng quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng ta sanh